Đây chính là diện mạo của thằng em xấu. Bà bị mất nước cũ. Cho mày nhái cô cô hả? Cô cô là gì, gọi là gì? Tiểu long nữ không, cái gì gọi là nữ gì? Ờ tiểu long nữ á. À, thần tiên tỷ tỷ. Dám chọc. Dám nhọc đận thần tiên mới về thần tiên trừng phạt. Bằng cách khớp dễ sợ. Ơ à, đau bụng. Đau bụng. Kéo xuống kìa. Ở sau lưng á. Khí tụ đang đi. Không, nín thở, nín thở là hết nước cục à. Nín thở tới cái mức mà mình không thể thở được nữa. Chị thường làm vậy. Nín thở, cứ nín thở, nín thở tới bằng như vậy rồi. Nín thở khỏi cần cố gắng vậy đó. Cứ bình thường và nín thở thôi, chừng nào chết thôi. Rảnh làm gì.